Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bu li cho máy may công nghiệp, máy bắt sổ và một số máy công nghiệp khác. Chúng ta có bu li đường kính 60mm, dùng để thay thế cho một bu li có đường kính 80mm để giảm tốc độ của máy may, máy công nghiệp. Đây là khóa 19, chúng ta dùng để mở bu li. Nguyên tắc bu li này nằm trên một trục chuyển động, nên khi chúng ta muốn xoay ốc để gỡ bu li ra thì ốc vẫn quay và không thể cố định được. Do đó chúng ta phải giữ chặt dây cu ro. Sau đó chúng ta dùng khóa mở ngược chiều kim đồng hồ. Các bạn mở ốc ra và tháo bu li ra. Đây là phe cốt giữ bu li. Trong quá trình mở các bạn tránh làm rơi mất. Đây là bu li cũ có đường kính 80mm. Bây giờ chúng ta sẽ thay bu li mới có đường kính 60mm. Chúng ta sẽ dùng khóa siết ốc lại. Nhưng các bạn sẽ thấy nó sẽ bị quay như lúc đầu. Khi chúng ta cho dây cu ro vào bóp lại thì dây cu ro rất là lỏng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng chỉnh độ cao thấp của motor giúp dây cu ro căng trở lại. Đây là ốc tăng chỉnh motor, còn đây là ốc dùng để khóa hoặc lock độ tăng chỉnh của bạn. Chúng ta sẽ dùng khóa 17 để mở con ốc lock ra. Sau đó chúng ta có thể dùng tay để vặn xả nó lên. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy motor cao hay thấp, dây cu ro trùng hay căng đều do ốc cân chỉnh như thế nào. Sau khi các bạn mở ốc lock ra thì motor có thể nhấc lên được. Do đó các bạn mở ốc cân chỉnh rất dễ, không cần dùng khóa. Các bạn sẽ xả ốc đến một độ nhất định, cu ro có thể căng lại. Các bạn dừng lại và điều chỉnh ốc lock, khóa lại vị trí đó. Sau khi dây cu ro đã có một độ căng nhất định, chúng ta tiến hành siết lại ốc cốt bu li. Bây giờ chúng ta đã có thể điều chỉnh tốc độ của máy may nhanh hay chậm tùy theo ý của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.